con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa rất chiêm bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ mẹ nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao ngôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đến ảnh thờ. Kể hết sao đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kính thưa hương hồn, phụ ngô thị sáu cùng toàn thể gia cang được gia đình báo tin, phụ ngô thị sáu 250 đủ số về theo tiên tổ. Chúng tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Văn Môn và các đồng chí cán bộ công tác tại xã Văn Môn đến trước tiếng sàng có vòng hoa tươi, nén hương trầm trước hết kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với tăng quyến. Vĩnh biệt cụ Ngô Thị Sáu, tôi đề nghị các đồng chí trong đoàn để một phút lặng lẽ. Phút lặng lẽ bắt đầu. Thưa các đồng chí, thay mặt cho đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Văn Môn, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ nhưng là chúng tôi đã ra đi về quận thị làng, được các đồng chí thay mặt cho đảng ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Văn Môn, chúng tôi xin cảm tạ, xin chân thành cảm ơn và xin mời các đồng chí về đây uống nước xin chào chia buồn cùng với gia đình. Thank you.
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết quảng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạn hai đau buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
Kính thưa Vương Hồn, cụ Ngô Thị Sáu, kính thưa toàn thể gia tăng, chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được tin báo của đồng chí Nghiêm Văn Hùng, ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh huyện Thế Phong đang công tác tại hội cựu chiến binh xã Văn Môn có người mẹ qua đời. Hôm nay đại diện cho 270 hội viên cựu chiến binh xã Văn Môn có vòng hoa tươi nén nhang thơm đến gia tăng trước nghi sản kính viếng hương hộp cụ, cùng sẻ chia những đau thương mất mát không gì bù đắp được cho toàn thể tác quyền. Kính thưa tăng chủ, chúng tôi đã có một thời là những anh bộ đội trực tiếp tham gia chiến đấu công tác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đời thường, vẫn tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác xã hội, sát cánh bên nhau bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân, luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, buồn vui sướng khổ có nhau. Nay gia đình đồng chí gặp phải nỗi đau thương mất mát to lớn, người mẹ đáng kính của đồng chí qua đời. Để tỏ lòng tôn kính thương tiếc, cụ Ngô Thị Sáu cùng chia sẻ nỗi buồn vô hạn với gia tăng, tôi đề nghị tất cả ta trường cùng chúng tôi để phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Văn Bôn, chị dâu tôi hiện nay không còn nữa. Qua một thời gian lâm bệnh, con cháu và gia đình chúng tôi đã đưa chị tôi đi cứu chữa ở bệnh viện trung ương, được các thầy thuốc y bác sĩ dùng các loại thuốc giỏi, thầy thuốc giỏi và thuốc tốt. Xong vì tuổi cao sức yếu, chị tôi đã qua đời hồi 20 giờ 10 phút ngày 28 tháng 6 2018, tức là ngày 15 tháng 5 là một tuần. Trong lúc đau thương này, được các đồng chí thay mặt cho ban chấp hành cựu chiến binh xã Văn Bôn đến kính viếng hương hồn chị dâu tôi và chia buồn cùng gia tăng, thay mặt cho gia đình chúng tôi xin có lời cảm ơn chân thành, xin kính mời các đồng chí về nơi uống nước sôi chảo chia buồn với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Kính viếng hương hồn cụ Ngô Thị Sáu, thưa gia tăng, nhận được tin của gia đình ông Nguyễn Văn Cường, ban tang lễ chúng tôi vô cùng thương tiếc cụ Ngô Thị Sáu, sinh năm 1935 tại xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là hội viên hội người cao tuổi thôn Văn Độ, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 28 tháng 6 năm 2018, tức ngày 15 tháng 5 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 84 tuổi. Vậy nay ban tang lễ cùng hai đứa các cụ, các đồng chí ban chi ủy, ban chính quyền thôn, ban mặt trận, các ông bà ban ngành đoàn thể, ban chấp hành, đứng trước linh sàng có một vòng hoa và thắp nén hương thơm tưởng nhớ những người đã mất đi về cõi vĩnh hằng, chia buồn cùng gia tăng hội người cao tuổi thôn, trao quỹ tử thất của hội. Để tỏ lòng thương tiếc, ban tang lễ của tôi để phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho đảng, chính quyền, mặt trận ở các ban ngành, đoàn thể của thôn Quan Độ, xã Văn Bôn, chị tôi không còn nữa. Qua một thời gian lâm bệnh, gia đình con cháu đã đưa đi các bệnh viện trung ương để cứu chữa. Xong vì tuổi cao sức yếu bệnh nặng,
chị tôi đã qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Trong lúc đau thương này, các quý vị đại biểu thay mặt cho Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể và hội người cao tuổi đến kính viếng hương hồn chị dâu tôi và chia buồn cùng gia tang. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời cảm ơn chân thành. Xin kính mời các đại biểu về nơi uống nước rơi chầu chia buồn với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Công ơn cha mẹ từng ngày nuôi cao, vì con mang nặng đẻ đau dưỡng nuôi cho vú ấm bồng mẹ lo, con càng vui khỏe lớn khôn miếng cơm manh áo héo mòn thân cha. Cả đời chỉ biết cho ta dẫu gian khổ mấy, miễn là con mẹ yêu tuổi đời thêm cao, da nhăn tóc bạc sức hao mà tình thương vẫn dạt dào chưa chan. Mẹ là bến đỗ bình an, cha là điểm tựa vững vàng đời con. Dù cho nước cạn đá mòn, tình cha mẹ vẫn thương con suốt đời. Công cha nghĩa mẹ biển khơi, làm con khắc cốt cả đời chưa. Đời thêm cao, da nhăn tóc bạc sức hao mà tình thương vẫn dạt dào chưa chan. Mẹ là bến đỗ bình an, cha là điểm tựa vững vàng đời con. Dù cho nước cạn đá mòn, tình cha mẹ vẫn thương con suốt đời. Công cha nghĩa mẹ biển khơi, làm con khắc cốt cả đời chưa quên.
hồn cụ Ngô Thị Sáu. Kính thưa toàn thể gia tăng, hội đồng viên chúng con 1968 ngặt được tên cổ 20 vẻ chầu tiên tổ. Anh em chúng con có lẽ đang thương đứng trước bóng linh cụ để chia buồn cùng tan quyến, để lòng thành kính trước cụ đi xa. Toàn thể anh em cùng tôi để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Ngô Thị Sáu cùng toàn thể gia tăng, hôm nay thầy cùng với cụ cả chùa Vĩnh Phúc nhận được kinh cụ 250 theo về thiên tổ. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể giới cụ bà chùa Vĩnh Phúc Quan Độ về đây đứng trước linh sàng của cụ, xin chia buồn cùng toàn thể gia tăng và xin thắp cho cụ một nén nhang để vĩnh biệt cụ giữa lúc đi xa về cõi vĩnh hằng ngàn thu an giấc. Trước khi làm lễ cho cụ, chúng tôi xin phép đoàn nhạc hiếu cùng toàn thể gia tăng hãy cùng chúng tôi để một phút mộc liệm. Phút mộc liệm bắt đầu. Đứng sau đầy hai tiếng mẹ cha, dưới tay cung níu thời gian. Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô. Lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông dẫn vô người không thấy về. Xin người hãy trở về quê một lần cuối, một lần về cuối thôi. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng lao hãy giữ lớp ghi trọn đời, mẹ cha vì thế đất trời phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Thiên kinh vạn quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông. Cù lao hãy giữ khắc ghi trọn đời, mẹ cha vì thế đất trời phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Thiên kinh vạn quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên.
khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Công ơn cha mẹ lấy gì sanh được, trời cao biển rộng mênh mông như cả sông Hằng. Mẹ sanh cha dưỡng ân đồng, nghĩa nhân con giữ ký lòng không quên. Du lan thắng hội đã về, kính dân cha mẹ đóa hồng. Kính thưa Ngô Thị Sáu, kính thưa toàn thể gia tăng, kính thưa các cụ hai giới, hôm nay chúng tôi nhận được tin trưởng Nam Nguyễn Văn Cường báo cho các cụ phóng trọ, chúng tôi đại diện cho các cụ phóng trọ và các gia đình phóng trọ đến những chiếc viên tràng cụ có một vòng ba tươi, có một nén nhang thơm để làm lễ cụ và chia buồn cùng gia tăng. Tôi xin đề nghị tất cả gia tăng và các vị khách quý hướng về lý chính. Chúng tôi có một phút bằng bắt đầu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị là hàng xóm láng giềng của chị dâu chúng tôi và gia đình chúng tôi, thay mặt cho gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, cho lời cảm tạ và chân thành và cảm ơn các ông, các bà, chúng ta để các bạn hiểu. Nay cụ đi thăm thẳm nơi đâu, cụ mãi mãi đi xa. Âm dương cách biệt nay vắng bóng, trước đi xa cụ vẫn còn đây, mà tối đèn tắt lửa bóng đêm vôi. Cụ đi thăm thẳm đất trời, thân hồn mẫu tử biết đời nào quên. Để trở lòng thương tiếc cho các chúng tôi được đại diện cho các ông, các bà, các anh chị xóm trung ương, nơi quê hương của ông bà tình lý tâm thành tí hồ, để cho các chúng tôi được khắc vật nén ngang tính tận thương bình phụ chúc phụ ngàn công an đức phước và niệm bắt đầu. Thank you.
Ngô Thị Sáu. Kính thưa toàn thể gia tăng, con người được sinh ra phát hiện theo một quy kỳ tự nhiên. Thỏa ấu thơ thời niên thiếu khi trưởng thành, lúc về nhà mạnh dạn vừa qua đời, đó cũng là quy luật sinh tử tạo hóa mà ai cũng phải trải qua. Khi cuộc từ trần hồi 20:10 ngày 15 tháng 5 Mậu Tuất, tức 28/6/2018, hưởng thọ 84 tuổi, chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính thưa hương hồn cụ, thay mặt cho 33 thầy giáo cô giáo hội trưởng giáo chức xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khi chia sẻ nỗi buồn sâu sắc này với các ông con trai, các bà con gái, các ông con rể, các bà con dâu, đặc biệt với ông Nghiêm Văn Thuấn, bà Nguyễn Thị Phương, ông Nghiêm Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Tý, cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, cháu chắc của cụ. Cụ mất đi là một tổn thất cho gia đình, cho gia tộc và cũng là cho chúng tôi. Xin kính chúc cụ về bên kia Tây Trúc được siêu lý tịch độ, an giấc ngàn thu. Xin kính cẩn nghiêng mình những ý cứu và xin hướng về cụ. Chỉ còn 15 giờ đồng hồ nữa là cụ đã xa rời trần thế, đi vào cõi vĩnh hằng, xa xong địa âm dương, đôi đường cách biệt. Một lần nữa xin cụ nhận cho chúng tôi niềm thiết thương vô hạn để luôn tưởng nhớ tới cụ khi cụ đã đi xa. Xin để một phút mặc niệm và phút mặc niệm để bắt đầu. Và thưa toàn thể gia tăng, được tin cụ 20 theo về thiên tổ, chúng tôi được đồng sinh sinh năm 1999 cùng sinh năm 1959 cùng với bà Nguyễn Thị Tý là con gái thứ hai của cụ, để thức linh sàng cụ, để thắp cho cụ một nén nhang cơm để chia buồn với cụ và toàn thể gia tăng. Trước giờ cụ sắp đi xa về cõi vĩnh hằng để an giấc ngàn thu, độ đồng sinh chúng tôi xin phép toàn thể gia tăng và đoàn nhập hiếu xin để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Nhận được tin cụ củ số quy tên để theo thân tổ, đoàn ban chấp hành hội cựu chiến binh huyện Yên Phong cùng công tác với con rể và cụ dâng vòng hoa tươi, thắp nén hương trầm đến kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình và gia tăng để tỏ lòng thương xót cụ, để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Của đoàn ở dân phố phía đông nam trà chiều bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu ông thầy thay mặt cho đoàn lên thắp phần hương. Kính thưa hương hồn cụ Ngô Thị Sáu, kính thưa gia đình trang chủ, anh em dòng tộc thân hữu của gia đình, chúng tôi vô cùng xúc động nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Cường, trưởng nam có mẹ là cụ Ngô Thị Sáu. Sau một thời gian đau nhớ, cụ đã được các con, gia đình, người thân đặc biệt quan tâm, tìm bệnh viện có uy tín, tìm bác sĩ giỏi, loại thuốc tốt để chạy chữa cho cụ. Xong, do tuổi cao, bệnh tàn, cụ đã đủ số từ trần để theo thiên tổ. Hôm nay, chúng cháu gồm đại diện cho 25 hộ tổ dân phố phía đông nam Trần Triều, nơi mà hai cụ cùng các con của cụ cùng sinh sống hàng ngày với chúng cháu, có vòng hoa tươi ném hương thơm để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tăng thân. Kính thưa hương hồn cụ Ngô Thị Sáu, trước khi cụ trở về cõi vĩnh hằng, chúng tôi xin gửi lời giã biệt, gửi lời giã biệt cụ Sáu ơi,
bỏ xa trần thế về nơi thiền trường. Các con xa vắng mẹ hiền, chăm lo khuya sớm tảo tận nuôi con. Xóm thôn cụ ở phương tròn, người người thương tiếc lối mòn cụt đi. Cụt đi chúng tôi biết nói gì, nén nhang tiễn biệt chiến đi suốt đời. Hôn thiêng cụt có về trời, phù hộ con cháu người người bình an. Lối gió cỏ sẽ tâm can, đôi lời tiễn biệt mây ngàn tiễn đưa. Chúc cụ ở suối vàng yên giấc nhà thu, xin kính biệt cụ và chia buồn cùng toàn thể tan quyến. Tất cả là phút mặt nhẹ, phút mặt nhẹ bắt đầu. Thank you.
trời ương yếu, mẹ thường ấp dài dầu một nắng hai sương, héo gầy thân mẹ vẫn thương con thơ, sợ con nhẹ dạ nôn lòng, mẹ hiền nhỏ nhẹ ngọn nguồn dài lòng son con trẻ đêm ngày khắc ghi. Ai ơi hãy nhớ cho mình trung trinh hiếu nghĩa ân tình cứu mang, công cha nghĩa mẹ cao làm con chữ hiếu trong đời chớ quên. Chúng tôi hội đồng quy con gái của cụ nay nghe tin cụ 250 về chầu Thiên Tổ, đứng trước linh sàng chúng tôi có lén hương thơm để làm lễ bộ. Chúng tôi xin một phút mặc niệm, một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Kính viếng hương hồn cụ Ngô Thị Sáu, thưa toàn thể gia tăng, được nghe tin cụ đủ số quy tiên theo về Thiên Tổ, giới cụ bà chúng tôi đến trước linh sàng thắp nén hương thơm chia tay lần cuối và vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa về cõi vĩnh hằng ngàn thu an giấc. Để tỏ lòng thành kính, tôi đề nghị toàn thể gia tăng cùng chúng tôi để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Và sau đây với cụ bà chúng tôi sẽ niệm Phật và chúc cầu phúc quyến để cho cụ về bên Tây Trúc được tiêu sinh tịnh độ. A Di Đà Phật. Dẫn nào ba ta
đình tan biến. Bây giờ thứ trưởng tổ chức làm lễ diễu phong cho phong linh cụ ba phòng trong lễ diễu phong và thì hướng lên đầu các cháu của cụ nói lên mấy câu rằng: ơi phong linh hồn mẹ ơi, mẹ về cung quế mẹ ơi, mẹ bỏ chúng con sống ở trên đời nhớ thương mẹ ơi, chúng con thương mẹ thảm thiết chăn buồn mà linh hồn mẹ ở dưới suối vàng có biết chăng trời đã trở về màn đêm. Cụ chủ tịch đông bản hội cùng con cháu tổ chức để làm lễ diễu phong cho phong linh cụ ba phòng để tổ chức và tiến đưa cụ về suối vàng để an giấc ngàn thu. Sau đây lễ diễu phong bắt đầu. Thank you.
Cuộc đời dù mẹ sở thế xoay
cụ thương trưởng mà nên còn cháu chắc nội ngoại học xây đời năm à. Số quy liên dương gian lâm phủ đôi miền cụ về đất phật cõi tiên non bồng mong vượt lên la mưa hạ tiên cụ xa đi vĩnh biệt từ đây chẳng năm mai cũng một ngày chúc cụ an giấc ngàn thu mời tất cả con cháu phục vụ xếp hàng ngồi giữa để tôn vinh cụ hành lễ. Một phần cho ba mới nở cho cây.
người ở ngõ nhân, nên đang xuống đây mang cho con xích chuộng cả xa. Có phép Phật Di Đà, còn hay mau xuống cửa xem la vô thân quá khứ nạn cả. A Di Đà Phật, con xin la bà đại ân đại đức, người cứu vớt chúng sinh qua bề khổ trầm luân, đồng có xin may đầy đức Phật Di Đà, con mau xuống cửa ngục xem la cứu đàn mẹ hiền thoát nơi ngục. Không có ở cửa một ngày. Mẹ ta không có ở
người trần thế, để là thần gói đức Phật một liên thank you.
quần áo mẹ đầy những môi tanh, con lấy thứ chi để tắm gội cho mẹ, rồi đưa mẹ về chợ Phật mấy đàn đô cô. Thầy ơi, thế không được để nó biết câu hát rồi ra ngay cái đỏ nhá.
em sống nước và chia ra hoa. Thank you.
vực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hướng linh mà có Ngô Thị Sáu nghe kinh truyền hóa xóa bỏ bờ mê giúp bỏ nghiệp chàng thoát loại oan sang sinh về cõi tình. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hiến thọ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Ma La Huy Mê Thư Bát Gia Bồ Đề Thất Đoà Bà Gia Ma Thất Đoà Bà Gia Hương Linh Quý Phật Rồi Không Đoà Hàng Sinh. Hương Linh Quý Pháp Rồi Không Đoà Ngã Quỷ. Hương Linh Quý Tăng Rồi Khá Người Xói Đường Chỉ Núi Cho Hương Linh Sớm Lên Đường Giải Thoát. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Từ nay đường diện sư vẫn vọng mẹ hiền biết tìm ai mong thân mẫu nghe kinh chuyển hóa xóa bỏ nghiệp chàng thoát cõi hoang sáng sinh về cõi tình. Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ. Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ. Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ. Nam mô Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tháng 6 năm 2018, tức ngày 15 tháng 5, Long Mọ Tuất sau một thời gian lâm bệnh, cụ hưởng thọ 84 tuổi. Trong thời gian lâm bệnh, cụ đã được các y bác sĩ bệnh viện và gia đình tận tình chăm sóc và cứu chữa,
nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã không sao qua được, phải từ giã cõi đời ngàn thu yên giấc. Cùng chia sẻ nỗi đau thương này, hôm nay có hai giới các cụ, các đồng chí đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, bạn bè thân bằng cố hữu, nội ngoại gần xa, cùng bà con dân làng xó ngõ đến bên linh cứu cụ thắp nén hương chia buồn tiễn biệt. Kính thưa các quý vị cùng toàn thể gia đình, cụ Ngô Thị Sáu sinh năm 1935 tại xã Hương Bạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ sinh ra trong một gia đình nông dân, lúc cụ nhỏ sống phụ thuộc theo gia đình. Khi trưởng thành, cụ xây dựng hạnh phúc gia đình với cụ ông Nguyễn Văn Nhất ở Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Có cuộc sống vợ chồng sớm hốt đồn bọc, hai cụ đã sinh được 10 người con và hai hiếu tử. Ở thời kỳ đó cuộc sống còn khó khăn chung, lúc các con còn nhỏ, càng đè, cuộc sống lại càng đè nặng lên đôi vai của cụ. Nhưng với tấm lòng của người mẹ thương con, cụ đã cùng cụ ông không quản ngại ngày đêm vất vả, cũng là để chăm lo cho các con khôn lớn trưởng thành và an hưởng tuổi già. Nay các con của cụ đã phương trưởng, cháu chắc đông đàn, kinh tế gia đình phát triển ổn định, thành quả lao động suốt cuộc đời chưa được hưởng nào bao thì tuổi già ập đến, rồi ốm đau bệnh tật sức tàn lực kiệt đã lấy đi cuộc sống của cụ ở cái tuổi 84. Cụ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho con cháu và đại gia đình. Tập thể mất đi một thành viên cần cù trong lao động, nội ngoại mất đi một thân tình đáng quý, các con mất đi tình phụ tử, mất đi tình mẫu tử, các cháu chắc chẳng bao giờ còn thấy bóng bà bóng cụ được nữa. Ơi cụ Sáu ơi, đau thương kể xiết nhường nào, nhưng biết làm sao được, đó cũng là tạo hóa đối với con người mà không ai có thể cưỡng lại được. Tôi cũng đành vĩnh biệt từ đây. Kính thưa các quý vị cùng toàn thể gia tăng, cụ Ngô Thị Sáu hôm nay không còn nữa. Để tỏ lòng thương tiếc trước lúc cụ đi xa, toàn tan quyến hãy cùng chúng tôi để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa ban tăng lễ, các vị đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, cùng thân bằng cố hữu gần xa và bà con dân làng lối xóm. Cụ Ngô Thị Sáu của gia tộc chúng tôi trong thời gian qua lâm bệnh, mặc dù đã được thầy thuốc y bác sĩ cùng các con cháu và người thân tận tình chăm sóc và cứu chữa, song do tuổi cao bệnh nặng không sao qua được, cụ đã phải từ giã cõi trần ngàn thu an giấc, hưởng thọ 84 tuổi. 84 mùa xuân đi qua, trải qua bao bước thăng trầm, sướng khổ vui buồn lẫn lộn đan xen, một gia cảnh quan đông 3 trai 9 gái lại phải trải theo các giai đoạn lịch sử thăng trầm cùng đất nước, chiến tranh nghèo nàn lạc hậu cũng cơ cực lắm thay, nhưng cụ Sáu đã vượt lên tất cả để có cuộc sống như ngày hôm nay, con đàn cháu đống cuộc sống an bình. Nhưng tạo hóa xoay vần,
cụ Ngô Thị Sáu đã vĩnh biệt vào cõi thiên thu, vòng đời khép lại. Hôm nay được hai giới các cụ, ban tang lễ, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể về đây tổ chức lễ truy điệu an táng cho cụ Ngô Thị Sáu và chia buồn cùng tang quyến chúng tôi. Thay mặt gia tang, xin được chân thành cảm ơn tới các cụ, các quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ truy điệu này. Sau khi làm lễ an táng đưa cụ Ngô Thị Sáu về nơi an nghỉ cuối cùng, mộ Yên Mã Điện, gia tang chúng tôi xin kính mời các cụ, các quý vị đại biểu cùng thân bằng cố hữu gần xa và bà con dân làng lối xóm trở lại gia tang xơi bữa cơm chia buồn cùng tang quyến chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất rất mong được lượng thứ, xin trân trọng cảm ơn. Đêm về lạnh lùng buồn thiếu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Con xanh khăn tang, con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con, trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài.
mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời ôi nhớ.
đêm đêm tiếng chuông vọng ngân nhớ quê.
để con cô lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi, mẹ đã có vết sâu nước mắt cho con cơm ngày đủ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Mẹ có những bó hoa xinh cho tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xinh mãi khắc ghi tình mẹ bao la biến không ai nuôi dưỡng.
công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Trong nguồn chảy.